Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm ngày mùng 2 tháng 11, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Cùng với đó, từ ngày 3 đến ngày mùng 5 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ có mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh, Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Từ ngày mùng 6 tháng 11, mưa lớn tiếp tục được duy trì và có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét cấp 1, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cấp 2. Trên biển, hiện ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực giữa biển đông có mưa rào, rông. Dự báo, ngày và đêm ngày mùng 2 tháng 11, vùng biển phía bắc khu vực Bắc biển đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Khu vực Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 m. Ngoài ra, khu vực giữa và nam biển Biển Đông, bao gồm khu vực Trường Sa và vùng biển từ Bình Định, Cà Mau có mưa rào, rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Cảnh báo. Ngày và đêm ngày mùng 3 tháng 11, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3,5 m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.